Xin chào các bạn, chúng ta đang gặp nhau trên New 24 giờ. Hãy cùng với chúng mình cập nhật thông tin đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Thói quen xả stress khác biệt của mỗi thành viên Blackpink. Blackpink đã tiết lộ thói quen thường làm để giải tỏa căng thẳng mỗi khi không có lịch trình và Bling hoàn toàn bất ngờ trước sự khác nhau của bốn cô gái. Blackpink đã có một năm 2020 bận rộn với những lịch trình chạy đường dài để quảng bá cho full album đầu tay, The Album từ How You Like That và Ice Cream đến Love Sick Girls, các cô gái đã đi hết từ thành công này đến kỷ lục khác trong sự hân hoan của BLINK. Do lịch làm việc dày đặc, Blackpink khó có thể tìm được thời gian để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi có cơ hội, bốn cô gái đều có các hoạt động khác nhau để thư giãn và xả stress cho chính mình. Các thành viên đã tiết lộ những gì mà họ thích làm trong thời gian nghỉ ngơi trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên Twitter Blue Room. Đầu tiên là Lisa. Thú vui nghỉ ngơi yêu thích của Lisa là việc dễ đoán nhất, cô nàng thích được chơi đùa với những bé mèo của mình. Với tư cách là mẹ mèo tuyệt vời nhất được fan chứng nhận, em út Blackpink thường nạp năng lượng bằng cách chơi với thú cưng nghịch ngợm của mình, bao gồm Louis, Leo, Lily và Luca. Đảm nhiệm vai trò bé út của nhóm mèo, Louis nhận được tình cảm đặc biệt hơn cả từ Lisa. Mỹ nhân thái không khỏi suy xoa trước sự đáng yêu của chú mèo nhỏ này. Louis của tôi rất đáng yêu, nó giống như một đứa bé vậy. Mặc dù Lisa gần đây không có nhiều thời gian để chơi cùng với Louis, nhưng bé mèo vẫn luôn cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của cô nàng. Tôi bận quá nên không có nhiều thời gian chơi với nó. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, Louis đã đợi tôi ở cửa. Vì vậy, khi tôi ra khỏi phòng, Louis đã kêu lên với tôi. Tôi thường hỏi xem nó có đói không và cho nó ăn. Rose. Chính vì lịch trình của cả nhóm luôn dày đặc, Rose chia sẻ rằng hoạt động khiến cô nàng sảng khoái nhất chỉ đơn giản là ngủ. Giọng ca chính tiết kiệm tối đa thời gian làm mọi thứ có thể để được nghỉ ngơi nhiều nhất. Tôi chỉ cố gắng ngủ nhiều nhất có thể, giống như làm mọi thứ càng nhanh càng tốt để ngủ nhiều hơn. Tôi rửa mặt nhanh như thế này và đi ngủ, và cũng cố gắng thức dậy muộn nhất có thể. Tôi thậm chí chuẩn bị đồ đạc đầy đủ trước khi đi ngủ để có thể ngủ thêm một chút vào hôm sau. Thứ ba là Jenny. Trái ngược hoàn toàn với hai cô em, Jenny gần đây đã nhận ra cách tốt nhất để nạp năng lượng chính là luyện tập thể thao. Ngay cả khi cô nàng đã quá mệt mỏi sau một ngày dài, tập gym luôn là hoạt động giúp Jenny cảm thấy thoải mái. Hôm qua với tôi là một ngày dài, sau giờ làm việc tôi gọi cho huấn luyện viên dạy pin test và đến phòng tập để thả lỏng cơ thể. Sau khi được hướng dẫn xoa bóp những chỗ cơ bị căng cứng, cô nàng đã kết thúc một ngày tốt đẹp. Đột nhiên tôi cảm thấy mình có thể bay lên vào lúc đó. Bạn biết đấy, cơ thể tôi rất cứng vì cả ngày phải làm việc, vì vậy tôi sẽ lại tập gym một lần nữa khi tôi có thời gian để thư giãn bản thân. Thứ tư là Jisoo, với vai trò là chị cả của nhóm, Jisoo lại chia sẻ rằng điều khiến cô nàng cảm thấy thoải mái chính là ở cạnh đồ ăn và món ăn yêu thích của Jisoo chính là sữa. Riêng tôi tôi cảm thấy sảng khoái khi được uống sữa, bất cứ khi nào tôi có thời gian tôi đều sẽ chọn sữa. Nó tốt hơn cả một bữa ăn, với tôi thì nó giống như một bữa ăn vặt vậy. Tôi đang rất thích sữa vào lúc này, cà phê sữa, sô cô la sữa, sữa dâu tây, sữa chuối và tất cả các loại sữa có vị sữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knew 24h. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé.